hơi xa đấy hả? Tú ra ngoài thành phố rồi Tú. Trời. Đã ra ngoài mà anh lo gì? Ra ngoài! Mặc dù đã ra ngoài nhưng mà vẫn rất là vui. Sáng ngang rồi. Anh đừng có hỏi, anh cứ tập trung chụp là được. Anh hỏi tâm lý á. Quả này đứng im này, đứng im chút giữa đây. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng chiến thắng Công an Lâm Đồng. Anh bình thường anh nhảy trên sáu.